Rồi, xin chào tất cả anh em nhá. Chào các bạn ơi. Chiều cá bì nữa em ơi. Sang, cá bì nữa. Bì còn loa không? Có. Chiều rồi anh em ơi, ra thả lưới đây. Hôm nay có thằng em Sang này, thợ cắt tóc ế việc hôm nay để ra đồng chơi với mình anh em ạ. Sang chó. Đây chơi anh em ạ. Ngoài đầu này ra chiều tối ra mát lắm anh em. Khói. Ta coi thì nó đang nội ở ruộng nó đánh rồi. Mình đánh trên đường này. Thôi sang đây để thôi em ơi. Rồi. Nó mát thật. Ngày hôm nay nắng oi và chiều bây giờ lại có gió. Đánh nhàn ơ anh em ạ. Cái ruộng này đánh nhàn ơ luôn. Đấy, coi nó đang nội ruộng để nó đặt loa đài mà. Đấy, loa mình bố trí hai tính chích chỗ này này. Tính chích mới thì mình đánh chỗ này, còn tính chích kẹp thì mình đánh chỗ này. Đấy, mình đánh nhiều lưới thì mình mới cần đánh hai tiếng anh nhá. Còn không cứ một thì không cứ 200-300 mét lưới thì đánh một tiếng thôi cũng được để cho nó gọn chim. Đấy, đánh ít lưới đánh một tiếng thì giờ thôi cho nó gọn chim anh em ạ. Người ta mới trồng mà dạo nữa ít này nó dư bỏ ấy. Cái quả là được tí này. Ăn được đâu? Còn đâu? Dạo nữa tầm 2 tuần nữa ra là ăn được. Đây ai ăn người ta trồng bừa phía đấy ai ăn. Vài lon bia đây anh em ngồi nha. Thiết kế vài lon bia anh em. Đối có khả năng thiết kế vài lon bia anh em. Luôn. Mấy cái loại chim nhỏ này thì mình đánh ở trên đường này để đi lại giữa chim cho nó dễ anh em ạ. Với cả là bọn chim nhỏ này nó đánh ở trên đường này nó ham hơn cả ở dưới ruộng cơ. Dòng chim bé thì anh em cứ đánh cái bờ thấp thấp thôi anh em nhá. Như mình của mình này là cắm như này đúng rồi nhưng mà là biển nó vẫn sai anh em ạ. Sông nó không có nước cơ. À sông nó không có bèo kia các thứ cơ, sông nước trắng cơ. À bờ thấp thấp cơ thì mới là đúng. Đúng tuyệt chiêu để đánh dòng chim nhỏ anh em ạ. Tại vì là phải có sông nước đấy. Thì cái chim nó mới bay sang được. Chứ còn nếu có bèo có cỏ dòng uống này nó cứ chạy đầy ở dưới anh em. Toàn phải đi soi để vồ. Gọi sớm sớm tí để cho nó dồn chim này sầm sầm tối là nó bốc mà. Nọc anh này, anh em này vừa mở mắt dậy này. Ngay lèo luôn. Bây giờ bắt đầu dậy so một tí đây. Mở mắt dậy thấy treo lủng lẳng này sướng anh em. Làm vòng anh em nhá. Con này là con trăng nghịch thôi anh em ạ. Anh em mình nhiều chưa? À, trên này không biết có dính con gì nữa không này. Đang quay gió rồi anh em nhá. Bây giờ đang quay gió đẹp lắm này anh em này. Giờ thức từ giờ đến sáng luôn. Đang quay gió rồi. Giờ chim bắt đầu bốc đây anh em nhá. Mình chuyển đây. Chích khôn quá anh em ơi. Em mở mắt dậy thì nó bay từ lều bay dọc theo lưới anh em ạ. Còn cuối thì nó cua cua ra không biết nó dính chưa. Chạy xuống xem là dính thì gỡ luôn anh em ạ. Cái dòng mới vào nó phải gỡ trước. Không sợ nó đảo. Ở ruộng nhìn thấy là vài con bên ven đó. Cái ruộng nhìn cái vài đốm đốm rồi nhưng mà cái ruộng nó dính rồi kệ nó anh em ạ. Vừa bay phá xong anh em này. Khôn bay chưa khôn chưa đây. Cối lưới bắt đầu tạt ra anh em thấy chưa. Đấy. Cái dòng mới vào này phải gỡ trước anh em nhá. Cả treo lưới này nhìn thấy một con. Đây dòng dọc này
nó cứ bay dọc theo sông thôi anh em ạ. Bắt đầu đến cuối bắt đầu là nó tạt sang, may quá đón được này. Hoa mình đánh cả đêm chả thấy con nào anh em ạ. Biết thế đánh mắt đỏ. Tối qua mình lại không đánh mắt đỏ. Đánh thử cái nét hoa. Đây nó có nét hoa nào. Đấy chích này. Đây là ví dụ này anh em. Cuối lưới. Cuối trong lưới. Cuối cuối trong lưới này anh em ơi kìa. Đấy. Cuối chỗ đấy. Rồi xuống khu đây anh em. Đây là anh em. Nó bùn nhát ngoài này. Cả đây là một con nhát ngoài. Hôm nay cái ruộng này không có mấy. Lôi cái thau này đi để lúc đó bỏ bình đây nha. Thời tiết nó đang thay đổi anh em ạ, đang động trời. Mình bắt quá anh em, mình bây giờ đang động trời đấy. Thế bảo là hôm nay thứ hai này anh em này, nay thứ hai mưa này, thứ ba mưa này, thứ tư bắt đầu lại nắng, thời tiết đã bắt đầu thay đổi anh em nhá. Chim cò bắt đầu đợt này lại về mặn lại anh em này. Đang nắng mà lại mưa là được, mà đang mưa lại nắng lại được. Đấy. Chích đợt này nó đang về đợt đầu tiên đây các bạn. Con kia đi ăn xì là con chích rồi anh em ạ. Đợt này chích nó đang về đợt đầu tiên đấy anh em ạ. Hôm kia mình vỡ trận được 11 con đấy anh em. Nói chung là chiếc tháng 3 này nó đi nó bập bõm anh em ạ, hôm lọ hôm kia. Ủa chiếc này bay này anh em thấy chưa này. Bay mất rồi. Đấy chiếc đây anh em ạ. Đấy. Vừa bay xong. Ôi hạ khô thật. Chiếc tháng 3 này thì nó không không giống như cái dòng tháng 8 anh em mình đánh. Chiếc tháng 3 này nó về tầm 2 đến 3 đợt anh em nhé. Đợt này nó đang về đợt đầu tiên này anh em này. Hôm kia mình vỡ trận rồi đấy. Vỡ trận 11 chiếc đấy. Lượng còn gần sát loa bay ra. Lao vào rừng núi anh em ạ, lao từ bên này sang.
dạo lứa bắt đầu lúa lô chỗ bông đấy anh em ạ. Thì gà bắt đầu về thì mình khóa hết anh em. Đây mình cắm thêm treo lưới ở trên bờ này, khóa hết luôn, khóa ngang khóa dọc hết, đặt 2-3 tiếng gà ở trong cái đám ruộng này của mình. Đấy, gà bao nhiêu về nó mình nếu mà nó chuyển đồng cũng dính anh em ạ. Đấy, mà là nó vào lưới rồi nó ra cũng dính. Đây này, hú của mình đánh vào bãi trên này này. Đấy, bãi thẳng cây đấy anh em này. Đấy, cách hơn 200m đấy anh em ạ. Từ đây lên đấy phải cách 250m đấy. Nhiều anh em mà đánh hú gần thế vẫn được à. Ui, 250m là quá xa rồi anh em ạ. Nhiều anh em đánh cách xa có hơn 100m là vẫn được bình thường. Mình khóa hết, vào này mình khóa hết, khóa hết bằng lưới anh em. Cái sông này người ta phun thuốc cỏ hay sao, bèo chết và khe hết này anh em này. Cái sông này mà mặt nước trắng của mình còn đẹp nữa anh em đúng không. Cả đêm đánh nhát hoa được đúng một con này nha. Nó chưa dồn hay sao mà nhát hoa này phải đánh 2-3 hôm thì bắt đầu là nó dồn từ xa về. Còi đang tắt hú trên kia rồi. Còi nó vừa tắt hú trên kia rồi anh ạ. Đang về rồi sao. Đấy. Xung quanh là cánh đồng bao la luôn anh ạ. Đẹp thật. Sinh ra cái chỗ này là chỗ rốn chim anh ạ. Mấy cái chỗ này nó bỏ hoàng nó mới kỳ tích như này. Đánh sướng thật anh ạ. Thấy con nhát hoa đây này anh em này. Cái này nó đây này. Con mái. Con mái thì màu đẹp hơn. Con này con trống anh em nhé. Hôm đầu tiên mình gọi chắc nó chưa dồn từ xa về được cơ mà. Con loại này đánh phải đánh vài ba hôm bắt đầu nó chim nó dồn về. Thì bắt đầu nó mới được nhiều mà. Xong xuôi hết rồi anh em ạ. Miền Bắc dở dở rồi anh em nhá. Anh người sổ mũi rồi anh em ạ. Dở dở phát biết ngay. Và bác chim lên xem tí phải ơi. Đây anh em ạ. Thế bảo người ta báo là hôm nay có mưa này anh em này. Hôm nay đầu tuần thứ 2, thứ 3 là có mưa đấy. Chứ luôn đi đi cho bác chim anh em xem tí. Cả hú nữa anh em. Hú hôm qua đêm hôm qua mình gỡ được 4 con. Mà sáng nay ra là còi lên gỡ được 3 con nữa là 7 con hú anh em ạ. Đợt này là qua đợt mưa này, bắt đầu đợt nắng bật lên này là hú là về mạnh nhất trong cả các tất cả các đợt này anh em này. Đấy. Hú năm nay như mình đoán là như này là về sớm đấy anh em ạ. Mọi năm lúa của mình bắt đầu đỏ đuôi, bắt đầu trổ đỏ đuôi thì bắt đầu hú mới về. Năm nay anh em báo về cho mình hú về sớm quá nên phải đánh luôn. 7 con anh em, 3 con hú mái, 4 con hú đực. Đâu, con này che che đậy rồi nha. Con này kêu như lợn con đúng không nha. Để gầm giường tôi ngủ dậy soi chim nó kêu thét lên anh ạ. Người nào không biết ra đồng ngủ, người nào không biết đi qua cơ mà tưởng ma. Còi hôm qua đêm hôm qua dậy lọ mọ này anh em này. đuổi con hú ăn đuổi con cúc đồng mẹ ngã lăn sông anh em ạ. Đây này lăn đường sắt vậy. Tất cả vì nó. Tất cả vì con cúc độc đinh này anh em này. Cả đêm hôm qua được đúng một con cuốc này anh em này. Đấy. Độc đinh luôn. Sợ thật, cuốc đồng hôm qua lại độc đinh. Sợ luôn. Chích đấy. Thì nó lại đều này. Chích hôm qua mình được 7 con anh em ạ.
Đấy. Từ tối đến 10 giờ thì được 2 con, xong là đến 2 giờ đêm được 2 con nữa. Đấy, xong là đến 4 giờ sáng được 2 con nữa, sáng ra được 1 con đấy. Sáng ra được 2 con. Một con đùa một con tự bay ở lưới mà một con dính trước đây nhá. Rồi các người khó chịu ngay anh em ạ. Miền Bắc mấy Bắc miền Trung anh em để ý cái đợt này anh em nhá. Đang thay đổi thời tiết đây anh em ạ. Nó mưa 2-3 hôm này này anh em ạ. Bắt đầu là qua đợt này chim chim có các thứ tháng 3 là về đợt đầu tiên mạnh lắm đây nha. Trích là bắt đầu đang về đợt đầu tiên anh em nhá. Anh em chú ý để đánh nhá. Một vụ trích tháng 3 này thì theo mình đánh này, những năm về trước thì nó về được 3 đợt anh em ạ. Đợt này nó đang về đợt đầu tiên này. Đợt thứ 2 là đợt núa đỏ đuôi. Đấy, đợt thứ 3 là đợt khi nào người ta bừa xong phát đấy là về đợt cuối cùng anh em ạ. Bây giờ hiện tại là đang về đợt đầu tiên. Đấy. Còn mấy con cúc hoa này. Trích đẹp lắm anh em ạ. Trích trích tháng 3 này buôn thì thôi, nhà hàng thì thôi mua cười tít mắt đúng không anh em. Còn nào còn đấy béo. Cái loại này mình bán ở 115.000 thôi, lên đĩa nhà hàng toàn 250 hết anh em ạ. Lên đĩa nhà hàng đấy toàn 250 một con hết. Đấy, gà đồng 300 một con nếu mà lên đĩa đấy anh em ạ. Trích tháng 3 này béo múp mù mụp luôn. Con nào con đấy màu đỏ như là gấc luôn. Độc đinh, con cuốc độc đinh anh em ạ. Đấy, cả chàng nghịch. Nói chung là mắt đỏ hôm qua thì mình không đánh. Chàng nghịch hôm qua thì cũng không đi anh em ạ. Nó dở dời, động dời. Mắt đỏ động rồi mình cũng không đánh, chuyển sang đánh nhát hoa. Nhát hoa được có một con. Mỗi trích vẫn đều ngon. Tại vì trích của mình xung quanh là đồng núi anh em. Nó về thì về nhưng mà nó vẫn có chim đọng. Đấy, ít nhiều vẫn có chim đọng anh em ạ. Nó về được 2-3 con nhưng mà cái con ở ngoài hôm trước đấy nó vẫn còn, nó vẫn được. Đấy. Ôi, hôm nay phọt phẹt thế này thôi anh em ạ, hôm nọ hôm kia đúng không nha. Miền Bắc mấy cả Bắc miền Trung anh em mình qua đợt này là bắt đầu vào nắng nóng này anh em này. Là cái dòng chim nhỏ anh em nhá. Mắt đỏ mấy cả chàng nghịch mắt xéo. Là anh em cứ tập trung vào loại chim đấy nữa anh em nhá. Đấy, cái dòng chim đấy thì bãi của mình đây thì đánh thêm thôi anh em ạ. Đấy. Tại vì là thời điểm đấy là mình tập trung vào gà đồng này, tú hú này, mấy cả là trích rẽ đây anh em. Những cái dòng này chim này nó đi mạnh đúng không nhỉ? Đấy, mình tập trung vào loại đấy, còn mắt đỏ mắt xéo thì mình đánh thêm thôi mà. 10 con mắt đỏ mới bằng một con trích thôi anh em ạ. Đấy. Nên gỡ một con trích vẫn sướng hơn gỡ 10 con mắt đỏ. Ví dụ là mình chạy mình gỡ con mắt đỏ lại con trích nó dính vào nó già bố mắt con trích thì rồi gỡ mắt đỏ mỏi tay đúng không anh em. Đấy thì thường thường là tiếng mắt đỏ với tiếng chằn nghịch với cả tiếng mắt xéo đấy, những cái dòng chim nhỏ đấy thì anh em nào lấy tiếng kinh tế của mình đấy. Anh em nào lấy tiếng kinh tế như là tiếng gà đồng với cả tô hú rồi là trích giã các thứ đây, rẽ run các thứ, những cái tiếng kinh tế chính. Thường thường là mình kỷ niệm cho đấy, trích kêu đấy anh em ạ. Kêu hò đấy. Đấy, thường thường là mình kỷ niệm cho anh em những cái file chim nhỏ đấy để anh em đánh thêm vào mà. Tại vì là những cái dòng chim nhỏ đấy của mình không chủ đạo về kinh tế của mình. Đấy. Mà toàn là file đẳng cấp hết anh ạ. Ông nhiều vùng á. Nhiều vùng anh em lại chuyên về cái dòng chim nhỏ đấy nha. Mắt đỏ, mắt xéo, chăn nghịch. Đấy, nhiều vùng anh em lại chỉ có tập trung thích đánh cái loại đấy thôi. Anh em ạ. Ê, nó mới lạ. Không đánh con gì khác, chỉ tập trung vào cái loại đấy. Đấy. Nói chung là phải quan sát địa hình với cả địa điểm thôi đúng không nha. Cái điểm nào anh em mạnh cái con chim nào thì anh em phải cố để tận dụng để đánh mạnh được những loại đấy. Đấy, như cái đồng mình này, đồng chiêm trũng lúa nước này. Thì là của mình là mạnh cái dòng chim nước. Đấy, như là trích rẽ này, gà đồng, tú hú, rồi là rẽ run. Đấy, rẽ run của mình mạnh lắm anh em ạ. Anh em xem những video về trước của mình, rẽ run rã kích khủng tởm luôn. Như là cốc mốc đây, cốc mốc cốc biển đây, hồi tháng 7, tháng 8 đây, anh kích khủng tởm luôn. Đấy, như dòng chim nước đây. Rồi, ok anh em nhá. Lần này nó khô ráo này, nó có sạch sẽ đấy anh em ạ. Bây giờ nó báo mưa mất 2-3 ngày thì lầy lội bẩn thỉu lắm. Nó khô ráo này thì ngon quá đúng không anh em. Sạch sẽ. Ok nhá. Bye bye nha anh em nhá. Đây là tập 4 của mùa chim ngược anh em nhá. Em cập nhật tình hình để cho anh em cùng đánh anh em nhá. Đấy rồi ok. Bù đắp những video năm ngoái thiếu sót của mình anh em nhá.
Ok, bye bye nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nha. Bye bye nha. Chào tất cả anh em video sau nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở video sau nha. Các bạn vừa xem video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào.